Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức bài Tống Tửu Đơn Hùng Tính theo điệu Xuân Tình, được trình bày với tiếng hát của nam nghệ sĩ ưu tú Diệp Lan. Và Diệp Lan xin kính chào quý vị khách quý, các anh các chị cùng khán giả truyền hình thân mến. Hôm nay tôi xin trình bày ba lớp xuân tình trong bản Tống Tửu Đơn Hùng Tính. Tôi xin nói phớt qua về nội dung của cái bản xuân tình này. Nếu các anh các chị lớn đã từng đọc truyện Thuyết Đường đều biết Đơn Hùng Tính, La Thành, Trình Giáo Kim, Tăng Thúc Bảo là những người anh em kết nghĩa. Sau đó thì mỗi người đi mỗi nơi, cho đến một ngày kia, Đơn Hùng Tính, một người một ngựa qua giết đường thế dân, đã bị La Thành, Trình Giáo Kim, Tăng Thúc Bảo bắt được. Và lúc đem ra chém thì vì tình anh em nên mỗi người dâng một chung rượu, nhưng mà Đơn Hùng Tính chỉ uống chung rượu của Trình Giáo Kim. Và đây là lời đối đáp của những người trong cuộc. Chúng tôi xin bắt đầu. Dạ thưa đơn nhị ca, em là Giáo Kim, danh tánh họ Trình, thở nhỏ chuyên nghề bán quý lậu ăn cướp bạc vua. Khi lớn lên em đi đầu đường, sắc có cầu thố tử hồ bi lại. Trước mặt đại ca em rót chung rượu đầy, em tặng em khen đại ca là một đức anh hùng, nên thọ tử chứ mất khúc tùng cái lũ đường dương. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, sống khi làm tướng khác nặng làm thành. Hào kiệt với đại ca, sanh tử đầu thành xác, như vậy mà trung hiếu vẹn toàn, khi tiếc nhiều danh. Này Giáo, tao là anh hùng bất quy tử, nếu quy tử thì mà anh hùng. Một người một thừa tao quyết giết cho được Lý Thế Dân, nhưng mạng họ Lý vô thác mạng cưỡng cầu, nên tấm thân tao giờ đây kiếm lòng cá chậu. Dẫu thầy thời mau đổ tao quyết không đầu, đây quyết lệ tao đầy đủ một đầu, thà chết chính hơn là sống nhục mà đầu nhơ. Vậy chung rượu của mày tao xin uống cạn, tao chúc mừng cho một thằng bạn. Anh hùng tử khi hùng nào tử, thiên nhiên mai cốt bất mai tù. Giáo ơi, mạng tao đã cuối đường cùng, nhưng mà cái nghĩa của đệ anh vẫn còn mang. Mai đây anh chỉ còn lại nấm xương tàn, ơn tình Giáo Hùng Tính này khắc cốt ghi tâm. Dạ thưa nhị ca, em đây là tiểu tướng La Thành, rượu một chung em xin tóc biệt nghĩa kim bằng. Uống không uống tùy anh định liệu, nhớ ngày làm phán Sơn Đông, ngày nay ai cũng các y kỳ phạnh. Xin anh suy nghĩ mà đừng nóng giận, cho nhà đạo chính còn xua vua nhiều. La Thành ngày xưa Tăng Thúc Bảo Giáo Kim đi đầu giặc, mày đao liệt giường áo phải nước lương y chẳng mạnh, săn sóc cho mày mới hết đồng đào. Mày nói với tao là mày về thăm quê xưa cảnh cũ, mồ ông mã cha của mày, tao không ngờ mày là thằng phản bản. Mày nói dối để về đầu đường thế dân, tao gặp mày là thằng mặc áo ấm con đo, hưởng bổng lộc thật to. Thế rồi hôm nay mày chém tao đặng trả ơn. La Thành, tao làm mày là thằng khấu Phật tâm xà, nuôi ông tay áo nuôi khí dồn dạ, đúng với câu
dưỡng hổ di hòa, phúc mừng gặp thủy tung hổ di sân, nên ngày nay tao không toàn mãn. Trời ơi, gớm dây thai cho một thằng bạn, thật nhân tài mà lại hại nhân tài. Tên đồng tính kim băng trọng lạc, hậu văn mi bất cứu nghĩa huynh đệ, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thù. Ai mà thèm uống ly rượu của đứa tẩu tầm, uống hay không thì giờ họ đã đến rồi. Dung gươm lên chiến lực thành quay, đưa hồn xuống tận thuyền đài, lưới gươm vô tình giết hoạn đơn nghị cao.